chào mọi người, mình là Huyền đây. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người nhảy bài nhảy một challenge. Đó là challenge Hello, xin chào mọi người, mình Huyền đây. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người nhảy một bài hát khá là nổi của chị Soyu của Sista và lại là Sungjiwo. Đó, thì bài này có tên là Sam. Thì điệu nhảy khá là hot trên TikTok của Trung Quốc. Nên mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn. Bây giờ thì mình sẽ nhảy mẫu cho các bạn xem nhé. Tiếp theo đổi bên là tương tự, đây hai tay đổi lên cao
xuống, lên, ok chưa? Sau đó mình rút chân trái về, nhún xuống, tay hạ về phía đầu gối. Rồi, sau đó lại nhấc chân phải lên. Ok, về phía chân đầu gối thì mọi người làm tương tự động tác này. Cứ giật chân phải thì đầu quay xuống ngược lại. Được chưa? Thế mọi người đang ở đây đúng không? Bây giờ mọi người đưa chân trái về thì đầu gối phải thành phẳng. Đây. Và sau đó thì đưa chéo và giật chân như bình thường. Ok chưa? Tiếp theo, bước qua bên phải. Hông, bước trái, hông. Đồng với tay nhé, đối diện gạt này. Và sau đó, hai, gạt, gạt. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào nhịp nhé, lớn trọng này. 5, 5, 6, 7, 8, 1, and 2. Bây giờ thì mình sẽ vào nhịp lớn trọng nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Bây giờ thì mình sẽ vào nhịp thở chậm các bạn nhé. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Bây giờ thì mình sẽ làm nhịp thở chậm. 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kết thúc. Bây giờ mình sẽ làm nhanh nhé. 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8, 1, 2, 3, 4. Bây giờ thì mình sẽ vào nhịp thở nhanh. 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4, 5 và 6 và 7 và 8, 1, 2, 3.